thì thố thua người ta mà tới giờ này còn chưa thấy về. Hello anh Cầu Nai. Anh Cầu Nai là cái gì? Anh Cầu Nai là chú Chính đó. Mày nói tiếng Anh giỏi quá, mà sao để thua con Hai Nhái? Trời ơi, chú không biết thôi, vốn chỉ tiếng Anh của Hai Nhái cũng đủ xài thôi hà, tại con giả bộ thua đó. Giả bộ thua? Dạ. Mày biết không, tao đi khoe với cái xóm xẻo lá này nè, là mày tiếng Anh giỏi nhất mà để thua con Hai Nhái. Tao mắc cỡ muốn chết luôn. Chú Chính à, đến một lúc nào đó chú sẽ hiểu ra chuyện thắng thua không còn quan trọng nữa. Như vậy là sao? Ây, là vậy nè. Ra thì chuyện em thách đố với Nhái thầy cũng đã biết rồi. Ủa? Sao thầy biết? Em đừng quan tâm. Nhưng mà trong cuộc thi này em có thể giả vờ thua được hay không? Ủa, từ mất gì thì tự nhiên em giả thì bộ thua. Nếu như em giả bộ thua thì Nhái và mọi người sẽ nâng cao cái tinh thần học hỏi, ham học tiếng Anh hơn. Ủa, mắc gì nâng cao tinh thần mọi người không mất mấy tôi thua? Thầy vô duyên gì vậy? Thay vào đó thầy sẽ tặng cho em một cái voucher học tiếng Anh cùng với người nước ngoài, là mình học trực tiếp với người nước ngoài luôn. Em đồng ý không? Học tiếng Anh với người nước ngoài? Đúng rồi. Mà mình để thua người ta, cái mình quê, cái mai mới không dám bước chân về đây luôn. Thôi ơi, không cần đâu, em không cần mấy cái đó đâu. Mà tôi suy nghĩ kỹ lại rồi. Tại tôi thấy với cái thực lực của em Nhái, trong vòng một tháng nữa thì khả năng thắng chắc khoảng 99% đó. À, hay là tôi tặng cái voucher này cho em Nhái nhờ. Hai Nhái siêng năng sẵn rồi, bây giờ được cái voucher học với người nước ngoài nữa, rồi cái mai mốt nó giỏi hơn mình, cái trở về em thi với mình, tự nhiên mình thua, cái mình quê, vừa không có voucher, vừa thua vừa quê nữa. Thầy ơi, em nghĩ lại rồi, chắc thầy cho nó cho em đi thầy, chứ để Hai Nhái vừa mắc con nhỏ, vừa có cha mẹ già nó lên phố học, vừa tốn tiền, vừa tốn thời gian mà xa gia đình nữa, tội nghiệp Hai Nhái lắm thầy ơi. Thôi để em sẵn đó em học luôn cho thầy. Thiệt, em chịu thiệt cho bạn bè cho, thua con xíu quê con xíu không sao đâu, em học gì được rồi. Chứ Hai Nhái đi xa nhà tội nghiệp lắm. Như vậy mình thỏa thuận như vậy nha. Mà thầy phải nhớ kỹ điều này nha, là em chỉ giả vờ thua thôi đó, chứ thật ra em rất là thông minh, em sẽ có thể thắng được mọi người luôn, chỉ giả bộ thôi. Em là number one. Là vậy đó, chú hiểu không? Không. Ây, con có lý do của con là vậy là được rồi. Con đi ngủ nha. Good night, Uncle Nai.